danh ca Thanh Tuyền, bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây. Mới đây tại một chương trình livestream, danh ca Thanh Tuyền đã lên tiếng khi được gọi là đại danh ca. Bà nói, đại danh ca chỉ là danh từ, với riêng tôi, tới giờ này tôi chưa hiểu nghĩa đại hay tiểu là gì hết. Tôi chỉ biết cuộc đời tôi sinh ra tới bây giờ đã 75 tuổi và ngồi đây đã là, là mừng lắm. Cuộc đời phải có trẻ có già, tôi cũng không che giấu rằng mình đã già. Ở tuổi này mà tôi được ngồi ở đây là do tình thương của quý vị khán giả. Nếu không được khán giả yêu thương thì sao vượt qua khó khăn để tồn tại? nghệ sĩ nào cũng vậy, không có người thương thì làm sao sống. Bởi vậy tôi sợ những danh xưng to lớn, đừng dùng từ đại danh ca để gọi tôi. Tôi còn nghĩ chắc ghi hình số thúy Nga Paris by Night sắp tới thôi là tôi xong rồi. Cái này là tôi nói thật, con người phải biết đến lúc dừng lại. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ dám nói chia tay hay giả từ sân khấu. Nhưng nói thật, bây giờ tôi sống tính trong từng phút từng giây, chứ không dám tính trong tương lai sẽ hát tiếp với Thúy Nga. Tôi chỉ nghĩ nếu có dịp gặp nhau thì cứ nên gặp nhau, vì sau này không biết còn cơ hội để hát để gặp mọi người nữa hay không. Sau này nếu tôi có biến mất thì các em vẫn có những cuốn băng để nghe. Nam em lộ giới tính thật, chính thức đá chồng sắp cưới trà chuồng gà. Tối muộn ngày 4 tháng 3, trong buổi livestream của mình, Nam em gây bất ngờ khi có mạng PK với xíu. Cô gái từng vướng vào lùm xùm yêu đồng tính rồi chia tay cả nhau ầm ĩ trên mạng xã hội với Jin, Minh Minh. Trong phiên PK này, người đẹp quê Tiền Giang hát tặng xíu ca khúc mang tên Điều ước giảng đơn. Sau đó đối phương cũng đáp lại cô bằng bài tiếng hoa có giai điệu dễ thương. Lúc trò chuyện qua lại với nhau, cư dân mạng nhìn thấy nam em liên tục hỏi han và bày tỏ sự quan tâm với xíu. Không chỉ có vậy, khi xíu trưng trổ giọng hát, nàng hoa khôi còn có hành động múa theo. Trước đó, cũng trong một buổi livestream, top 8 Miss Earth 2016 từng hỏi xíu, có sợ nói chuyện làm bạn với mình sẽ bị anti-fan công kích không? Nhận được câu hỏi, đối phương liền đáp lại, đã quá quen với chuyện bị công kích nên chẳng cảm thấy phiền hà. Nhận thấy sự đồng cảm, nam em đột nhiên đòi xóa tóc để được làm đại tỷ. Đến lúc xíu cho biết, có đến 7.000 người xem livestream, cô nàng bất ngờ giải thích, làm gì có 7.000 người, chỉ một người duy nhất xem thôi, đó chính là xíu. Trước lời tán tỉnh bất ngờ, xíu quay mặt vào trong và cười thẹn thùng. Suốt quá trình livestream, bạn trai nam em Bùi Hữu Cường đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Doanh nhân gốc Hải Phòng chẳng những không tỏ ra ghen tuông mà còn thể hiện sự ủng hộ khi vợ sắp cưới trò chuyện cùng mỹ nhân lắm thị phi của showbiz Người ấy là ai. Xíu tên thật là anh Thư, sinh năm 95, từng tham gia chương trình Người ấy là ai cùng với Minh Minh. Tại đây, cả hai đã khiến Trấn Thành và các nghệ sĩ xúc động với chuyện tình yêu đồng giới vượt nhiều sóng gió lẫn định kiến xã hội. Những tưởng sẽ hạnh phúc dài lâu, nào ngờ khoảng 7 tháng trước, Xíu và Trinh bất ngờ đường ai nấy đi, Hai người sau đó liên tục lên mạng xã hội kể lại quá trình yêu đương không êm đềm, xíu bị người yêu cũ phốt nặng nề và thậm chí bật khóc nức nở khi cố minh oan với người hâm mộ rằng mình không xấu tính như thế. Nam em livestream bóc phốt ám chỉ người nổi tiếng, nên xử lý thế nào? Việc nam em liên tiếp phát livestream gợi lại chuyện tình cảm mùa nào, tiết lộ góc khuất trong giới showbiz, bóc phốt ám chỉ người nổi tiếng đang khiến dư luận xôn xao có nhiều ý kiến trái chiều. Về việc này bạn Khánh Trang nêu quan điểm. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng cần xử lý sớm các hiện tượng phát ngôn linh tinh trên mạng xã hội và có biện pháp xử phạt thích đáng để đảm bảo trách nhiệm và giữ không khí trên mạng xã hội, tích cực hơn, bảo vệ danh dự và uy tín các nghệ sĩ trong showbiz. Độc giả Trần Hùng Huy bình luận, giọng điệu và sự thiếu bằng chứng xác thực cho những tuyên bố gây sốc này chỉ làm tăng nghi ngờ về tư cách của người chia sẻ. Mọi hành động không suy xét của nam em có thể gây tổn thương nặng nề đến danh dự và tâm hồn của người liên quan dù không được nhắc tên. Thái độ này rất thiếu ý thức. Bạn Hòa Mi cùng quan điểm. Phát ngôn của nam em về việc khui hết showbiz và tuyên bố của chồng sắp cưới muốn phá nát showbiz không chỉ là ngôn ngữ ngạo mạn mà còn là động thái thiếu trách nhiệm, tạo ra bức tranh tiêu cực và không chấp nhận được đối với người xem, khiến cho cả hai trở nên không kiểm soát và đi quá giới hạn. Theo bạn Văn Nhật, đúng sai ai cũng có, tùy cách nhìn nhận của mỗi người thôi, riêng mình cứ vu khống làm nhục người khác đáng để cho chính quyền vào cuộc, như những ai đã từng yêu hùng trên mạng và đang ở trong hộp kia. Bạn Hoàng Trần đề cập đến tâm lý bất ổn của nam em nhưng vẫn yêu cầu xử lý mạnh tay cứ mang cái mác của vấn đề tâm lý rồi livestream xúc phạm người khác bất chấp sao, đề nghị cơ quan quản lý xử phạt nặng. Trong khi đó một số người liên hệ đến vụ việc tương tự vì những phát ngôn bạt mạng mà nhân vật bị xử lý, bài học của vụ Phương Hằng các cô cậu trẻ này chưa thuộc, học phí sẽ đắt đây. Bạn Vũ Quang Tuệ nhìn Phương Hằng Hàn Ni mà rút kinh nghiệm kẻo hối không kịp. Bên cạnh nhận xét vụ việc của nam em là rác mạng cần giải quyết dứt điểm, cũng có một số người tỏ ý banh vực, khi cho rằng người đẹp nói không sai, chỉ là cho quá tay gia vị để câu khách. Bạn Lan Vương bày tỏ Nam em nói cường điệu và pha tí mắm muối thôi chứ thật ra cô ấy cũng nói không sai. Kiểu như sự việc chỉ có 8 cô ấy thổi nó thành 10. Việc cả showbiz cặp đại gia thì không đúng nhưng sự thật là có rất nhiều. Còn việc tố chị đẹp lờ nờ, chơi đồ thì tôi không biết có đúng hay không nhưng có một sự thật ai cũng biết. Giới nghệ sĩ có nhiều sự thác loạn hư hỏng mà chỉ đến khi bị công an phanh phui thì mới lộ. Ví dụ diễn viên trẻ hữu tín chơi ma túy rồi bị công an ập vào bắt giữ, trong khi ngoài mặt hữu tín luôn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ tài năng và trong sạch độc giả Dũng Trần còn liên hệ với showbiz thế giới. Bài học của Ngô Dược Phàm còn đó, tôi tin là nam em nói sự thật mặc dù có thể là thêm mắm thêm muối. Thậm chí, câu nói không có bông tuyết nào trong sạch cả của Ngô Phàm đã trở thành câu nói kinh điển trong showbiz thế giới. Ở một góc nhìn khác, bạn đọc Kim Tuyến Hồng cho rằng, nói chung những diễn biến này chỉ là cuộc chiến của giàu và nghèo được và mất, yếu và mạnh, không nói về đúng sai. Bên cạnh đó cũng có người đưa ra đánh giá khách quan hơn. Độc giả tên Bích nêu ý kiến mang tính xây dựng cần điều chỉnh showbiz sao cho phù hợp thuần phong mỹ tục, không để quá đà. Nhiều nghệ sĩ quá khứ ồn ào lợi dụng chức năng giám khảo, MC len lỏi vào tình tay ba phá vỡ tình yêu hạnh phúc người khác, mà cứ hở ra là giáo huấn về các giá trị đạo đức. Người đẹp nam em xin lỗi vẫn có thể bị xử phạt như thường. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Infinity Việt Nam cho rằng, pháp luật khó can thiệp khi nam em Quế Vân chỉ nói vu vơ, không nêu đích danh, Tuy nhiên trong trường hợp các hành vi ám chỉ đó khiến mọi người đều có thể hiểu được nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là ai thì vẫn có khả năng xử lý. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp có quyền kiện và yêu cầu thu hồi những đoạn thông tin đó trên mạng xã hội như công khai xin lỗi. Trong trường hợp các thông tin trên mạng gây nhiễu xã hội, các cơ quan chức năng có thể vào cuộc can thiệp và xử lý hành chính. Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định 15, và khoảng 1 điều 3 Nghị định 101 được sửa đổi bởi khoảng 37 điều 1 Nghị định 14 ngày 27 tháng 1 2022 của chính phủ, mức phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn với thông tin vi phạm pháp luật. Nếu các hành vi đó lặp lại nhiều lần, những người thông tin thất thiệt còn có nguy cơ bị truy tố hình sự như trường hợp của bà Phương Hằng trước đây, luật sư Cường nói. Một luật sư giấu tên nói với phóng viên, trường hợp nam em xin lỗi vẫn có thể bị xử phạt như thường, ngoài xin lỗi cô tối thiểu phải gỡ bỏ toàn bộ livestream chứa phát ngôn thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm danh dự của người khác trên tất cả các phương tiện đại chúng đồng thời có động thái cải chính công khai việc xin lỗi không làm thay đổi bản chất hành vi và hậu quả nên vẫn có thể xử lý theo pháp luật người này nói thêm quyền tự do ngôn luận phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật đạo đức và không xâm phạm quyền lợi cá nhân tổ chức khác việc các người đẹp nam em quấy vân phát ngôn chưa kiểm chứng còn gây ảnh hưởng đến uy tín của giới trẻ nói chung làm giảm niềm tin trong lòng công chúng, gián tiếp gây ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính. Những ngày qua, người đẹp nam em Quế Vân gây chú ý với loạt phim livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân 800 nghìn tài khoản theo dõi, nam em liên tục có những phát ngôn được cho là bóc phốt các nghệ sĩ. Cô kể bị một sao nam lợi dụng tình cảm, người này gọi người này là tê giác. Với các gợi ý như mặc áo họa tiết hoa, cầu hôn vợ hiện tại ở một lễ trao giải lớn, cô khẳng định bị sao nam này biến thành cờ truyền thông, đạp lên để có chỗ đứng như bây giờ. Những phiên livestream sau đó, Quế Vân tham gia nói xấu đồng nghiệp như một sao nam hạng A vô ơn. Ngày trước, từng được mình tài trợ làm răng nhưng khi nổi tiếng lại không qua lại nữa. Một ngọc nữ showbiz Việt từng sử dụng chất kích thích, một sao nữ đang mang thai là bạn gái cũ của anh trai mình. Đáng lưu ý, nam em khẳng định, thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia, tôi đi bằng đầu. Quần quần áo áo, hàng hiệu ở đâu ra, showbiz trả tiền đâu có cao để mua hàng hiệu, không có bông hoa tuyết nào trong sạch. Nam em hai lời tiếp tục like khóc lóc hối hận khi yêu muốn làm lại cuộc đời. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em tiếp tục chiếm sóng truyền thông khi mới đây tiếp tục lên livestream kể lể về cuộc sống đời tư, khóc lóc vô tội vạ không làm chủ cảm xúc. Dù đã hứa với cộng đồng mạng sẽ ngưng livestream nhưng nam em vẫn không giữ lời. Cô lên live và nói những câu chuyện mà người nghe ai cũng khó hiểu, lo lắng cho cảm xúc của cô. Theo đó, sau ồn ào chia trách bạn trai trên livestream, chiều 26 tháng 2, nam em kể lể về sự đau khổ trong tình yêu. Vốn là một người sống tình cảm thiên về cảm xúc, nên mỗi khi đụng đến chuyện này, dường như cô không bao giờ giữ được bình tĩnh. Bằng chứng là trong phiên livestream vừa rồi, cô đã tiếp tục khóc lóc, và khóc một cách gào thét cho biết bản thân rất hối hận khi lựa chọn yêu đương. Nam em dường như rất tiêu cực, cô nói trong nước mắt. Nếu được làm lại cuộc đời tôi sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào, tất cả những người đàn ông mà tôi từng yêu chưa người nào thật lòng với tôi. Lời chia sẻ này của Nam em khiến dân tình hoang mang. Theo đó dù đã công khai là bạn trai sắp cưới nhưng gần đây cả hai lại có một số lục đục trong vấn đề tình cảm. Gần đây nhất là ồn ào Nam em thẳng mặt chê trách Hữu Cường là không biết đi làm ngay trên livestream trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, Nam em tiết lộ Hữu Cường là người đứng đằng sau chỉ dẫn cô phát ngôn trên livestream, đụng chạm nhiều người khiến câu chuyện ngày càng tiêu cực hơn. Chưa hết, nam em còn cho rằng Hữu Cường không đi làm, cô vẫn là lao động chính. Lời tố của nam em khiến netizen đều bàng hoàng, tuy nhiên một số người vẫn còn ngờ vực với những phát ngôn này. Cho đến sau màn livestream khóc lóc nói về tình yêu mới đây, thì cộng đồng mạng cho rằng có thể nam em và Hữu Cường đã chia tay. Trước đó, nam em từng vướng ồn ào tình ái với nam danh hài Trường Giang. Thời điểm đó, cô đã phải nhận về nhiều chỉ trích khi cho rằng là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của nam danh hài cùng với vợ hiện tại là nhã phương, từ sau drama này, sự nghiệp và sức khỏe của nam em bắt đầu lao dốc, hiện tại việc lạm dụng livestream để liên tục phát ngôn cũng khiến nam em tiếp tục nhận về nhiều gạch đá, các show cũng dần bị hủy bỏ, cuộc sống rơi vào bế tắc, nhiều người hâm mộ bày tỏ xót xa thấu cảm cho những hành động này của nam em, cũng đưa ra lời khuyên mong cô chấm dứt phát ngôn đụng chạm, dành thời gian ổn định cảm xúc bởi việc nói trên mạng xã hội là vấn đề nhạy cảm, cộng đồng mạng cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn. Sau cùng, cộng đồng mạng mong cô sớm tìm được biến độ tốt, có thể là nơi nương tựa vững chãi, bảo bọc giúp cô được sống là chính mình sau những đổ vỡ đầy đau khổ trong quá khứ.